Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Rất vui được gặp lại quý vị qua bài đọc Cuộc chơi lớn của đại gia Thái Lan đánh cả cụm điện mặt trời Việt Nam rồi giao hoàn toàn cho nhà thầu Trung Quốc đó là âm mưu gì? Xin mời quý vị cùng đón xem. Super Engine Corporation, viết tắt là SEC, một tay chơi lớn đang nắm tới 100 dự án điện mặt trời ở Thái Lan sau khi nuốt 6 dự án điện mặt trời tại Việt Nam đã nhanh chóng vung 456 triệu đô la để thâu tóm thêm 4 dự án điện mặt trời Lộc Ninh. Sau khi lọt vào tay người Thái, ba trong 4 dự án điện mặt trời Lộc Ninh đều được người Thái chuyển giao cho Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc làm nhà thầu. Sự sống còn của hệ thống điện lực quốc gia Việt Nam sẽ ra sao khi liên tục các dự án điện lớn đã lần lượt rơi vào tay ông chủ và nhà đầu tư nước ngoài? EVN sẽ làm gì khi mạng lưới điện chịu và sự chi phối của rất nhiều bên, nhất là đối với Trung Quốc, một quốc gia đầy mưu mô và tham vọng? Bà Châu Mộng Như đã được người Thái trả công hậu hĩnh như thế nào khi là kẻ trung gian trao nỏ thần cho giặc? Cụm 4 dự án điện mặt trời Lộc Ninh ở Bình Phước có tổng vốn đầu tư là 12.000 tỷ đồng, vốn thuộc sở hữu của Hưng Hải Group Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Trần Đình Hải, góp 190 tỷ đồng, sở hữu 95% vốn điều lệ. Tháng 3 năm 2020, SEC đã công bố thông tin cho biết chi tối đa 456,7 triệu đô la, tương đương với 26,23% tổng tài sản, để thâu tóm các cái dự án liện liên quan đến Lộc Ninh 1 và 4 của Hưng Hải Group. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp mua cổ phần doanh nghiệp dự án từ chủ đầu tư, SEC lại quyết định đi vòng thông qua một loạt các pháp nhân là SSNVN1, SSNVN2, SSEBP3 và New Co. 4. Đây là các công ty trung gian nắm giữ các cổ phần lớn của Lộc Ninh 1 đến 4. Điểm đáng chú ý ở các thương vụ này là cho ảo thuật của SEC hòng hợp thức hóa việc thâu tóm các dự án liên quan tới điện ở Việt Nam. EDC trước tiên là mua đủ số cổ phần để sở hữu 49% số vốn doanh nghiệp trung gian. Theo luật doanh nghiệp nước ngoài thì chỉ sở hữu tối đa là 49% cổ phần. Sau đó, EDC đã mua lại 51% vốn còn lại từ hai cá nhân là ông Tạ Xuân Thắng, sinh năm 1981 và bà Châu Mộng Như, sinh năm 1988. Hai người đã nắm giữ số cổ phần lớn tại SSE VN1. ADN2, SSE SSEPP3 và New Hope C4. Cách SEC muốn thâu tóm cụm 3 dự án quang điện Lộc Ninh của Hưng Hải Group. Báo chí đã từng vạch trần vai trò sự thật của bà Châu Mộng Như và ông Tạ Xuân Thắng trong thương vụ này. Thực chất chỉ là những người đứng tên cho SEC, hòng giúp đại gia năng lượng Thái Lan thâu tóm cả 4 dự án điện một cách hợp pháp. Bởi vì không lâu sau khi thành lập SSEVN1 và SSNN2 Bà Châu Mộng Như đồng loạt thế chấp cổ phần tương đương với 26,5% vốn điều lệ tại SSE 2 và 45% vốn điều lệ tại SSE 2 cho Super Solar Thái Lan. Tương tự, ông Tạ Xuân Thắng cũng gán số cổ phần tương đương với 0,5% vốn điều lệ của SSE 1 và 3,99% vốn điều lệ của SSE 2 cho đối tác Thái Lan. Tự hỏi, sau thương vụ lớn này, Bà Châu Mộng Như và Tạ Xuân Thắng đã được người Thái Lan trả công hậu hĩnh như thế nào khi mà kẻ trung gian trao nỏ thần cho giặc? Việt Nam mình có bao nhiêu kẻ hám lợi và làm giàu từ việc bán thân cho giặc như Á Hậu Châu Á Mộng Như và ranh nhân Tạ Xuân Thắng? Đây là cách làm giàu không khó của một số ít người lao động lười lao động, sẵn sàng đem an nguy của đất nước ra để đổi trác lấy vinh hoa phú quý cho bản thân. Đằng sau Á Hậu Châu Mộng Như là một hệ thống doanh nghiệp đồ sộ với số vốn đăng ký hơn 5.000 tỷ đồng. Thêm một điểm nguy hiểm trong thương vụ này là việc SEC đã ký kết hợp đồng phát triển dự án điện mặt trời 550 MW tại Lộc Ninh, Việt Nam với các đối tác Trung Quốc là Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc và chọn họ làm nhà thầu. Được biết, tính đến tháng 4 năm 2020, CPC đã hoàn thành hơn 70 dự án điện khác nhau tại Việt Nam. Riêng các dự án điện mà công ty này lắp đặt chiếm khoảng 65% tổng công suất lắp đặt tại Việt Nam. Trong số đó, các dự án năng lượng mới là trên 2,5 GW, bao gồm nhiều loại hình như điện gió trên đất liền, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời mặt đất, phát điện sinh học. Trong khi đối với nhà đầu tư Thái Lan SEC, tính đến cuối tháng 3 năm 2020, ngoài các dự án quang điện, tập đoàn này còn ghi nhận đang tham gia 8 thỏa thuận đầu tư vào các dự án điện gió tại Việt Nam. Các dự án này có tổng công suất 841 MW và tổng vốn đầu tư là khoảng 5.942 tỷ đồng. Tức là trong tương lai, EDC còn nhận CPC làm nhà thầu cho nhiều dự án điện lớn khác ở Việt Nam. Từng có một sự cố không thể nào không quan tâm khi cấp phép cho đầu nối vào điện lưới quốc gia, đã có nhiều chuyện mà xuất hiện bản đồ lưỡi bò phi pháp trên bảng điều khiển tại cụm Adventer Vậy chuyện đó còn tiếp tục diễn ra trong tương lai hay không? khi mà Trung Quốc tiếp tục làm nhà thầu và kịch bản là gì, nguy hiểm như thế nào khi mà để xảy ra trong tương lai mạng lưới điện quốc gia do người nước ngoài hoàn toàn kiểm soát. Liệu sẽ có ngày những kẻ ngoại quốc lợi dụng những điều đó để gây sức ép về chủ quyền, về lãnh thổ cũng như an toàn tính mạng cho toàn thể dân Việt hay không? Thật là một viễn cảnh khó lường. Kính thưa quý vị, nội dung của bài đọc, cuộc chơi lớn của đại gia Thái Lan đánh cả cụm điện mặt trời việt nam rồi giao hoàn toàn cho nhà thầu trung quốc đó là âm mưu gì xin được kết thúc tại đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau